Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể đổi được cái tên nhân vật ở trong cái game Roblox nhá. Thì như các bạn nhìn thấy đây, tên của mình đang là Hoàng Hải HD 2002 nhá. Và giờ mình sẽ tiến hành mình đổi thành cái tên mới cho các bạn xem nhá. Và để đổi được cái tên mới của cái nhân vật ở trong cái game Roblox thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần thêm nhá, cái dấu ba chấm nhá, ở góc phải dưới cùng. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái hồ sơ nhá, cái hình có đầu người. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là chỉnh hồ sơ. Thì cái tên này chính là tên của bạn, và những người khác dùng thì sẽ nhìn thấy cái tên của mình này ở trên cái Roblox nhá. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái hình cái bút để các bạn có thể chỉnh sửa tên của mình nhá. Đó, thì ở đây thì mình sẽ Hoàng Hải, mình sẽ thành 2022 nhá. Sau đó khi các bạn điền cái tên mà các bạn muốn đổi xong rồi thì các bạn sẽ chọn new cho mình nhá. Đó, và ở đây thì đã hiện cho chúng ta đã cập nhật cái tên đầy đủ nhá. Và giờ mình sẽ quay trở lại nhá. Và giờ mình sẽ thoát ra nhá. Và mình sẽ đăng nhập lại vào cái game Roblox của mình nhá. Thì các bạn nhìn thấy đây, vậy là mình đã đổi được cái tên thành một cái tên nhân vật mới rồi nhá. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể đổi được cái tên nhân vật ở trong cái ứng dụng game Roblox. Xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.